Thưa quý vị, sáng nay ngày 28 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bến Tre đến dự có ông Lê Đức Thọ, Bí thư tỉnh ủy, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Năm học 2020-2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các ngành lĩnh vực, trong đó có giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái hoạt động, thực hiện nhiều nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, vừa hoàn thành kế hoạch năm học. Trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao một bước hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, sắp xếp quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo hợp lý hơn, chất lượng giáo dục các cấp học và hoạt động giáo dục được nâng lên để mạnh thực hiện tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp đồng thời tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo để mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. Cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở đạt 100%, 22 trên 63 tỉnh thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, công tác triển khai chương trình sách giáo khoa mới đối với lớp 1 hoàn thành đúng kế hoạch, đảm bảo chuẩn đầu ra, yêu cầu cần đạt của chương trình. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường, Bộ Giáo dục Đào tạo đã chủ động điều chỉnh phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành hai đợt, xét đặt cách tốt nghiệp cho 12.000 thí sinh không thể dự thi vì dịch bệnh và tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt gần 97%, đề nghị các trường đại học điều chỉnh phương án tuyển sinh tuy nhiên về đội ngũ tình trạng thừa thiếu cục bộ giáo viên bậc mầm non và phổ thông ở một số địa phương vẫn chưa được giải quyết dứt điểm gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học chất lượng đội ngũ giáo viên không đồng đều còn khoảng cách lớn giữa các dùng có điều kiện kinh tế khó khăn và các dùng thuận lợi Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ngành y tế có giải pháp sớm để thực hiện việc tiêm vaccine cho học sinh, trước mắt là học sinh trung học phổ thông, xem xét các phương án miễn giảm học phí cho học sinh mầm non, phổ thông trong năm học 2021-2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh các địa phương nên rà soát lại đội ngũ giáo viên và có giải pháp cân đối lại nguồn lực đầu tư bổ sung, tránh tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ ngành giáo dục và đào tạo các dùng cao xem xét hỗ trợ học sinh xa nhà đến nơi có điều kiện để các em được học tập tốt thông qua mô hình trường học bán trú nội trú chính phủ đảm bảo sẽ có giải pháp trong năm học mới an toàn trường học gắn với vaccine việc tổ chức học trực tuyến trong mùa dịch cần phải quan tâm để dạy và học chất lượng cần có chính sách hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch không tăng học phí để đảm bảo học sinh sinh viên an tâm đến trường Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng lưu ý về chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương và các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới 2021-2022.